Bài thơ Cảm Hóa của Bàng Bá Lân, sáng tác ngày 11 tháng 9 năm 1984, với giọng đọc của Hương Cao Cao Tân, trên trang mạng lưới YouTube trang Song Ngữ Việt Anh Hương Cao. Thư gửi hai em Hải, Thanh. Ta vốn thiếu niềm tin từ thuở nhỏ, không bao giờ tin là có thiên đường, vì chỉ ham khoa học với văn chương, cũng chẳng biết Niết Bàn là đâu hết. Từng thấy những sự sống không thanh khiết, và gặp nhiều linh mục chẳng chăn dân, cũng hám lợi danh chức vị cõi trần, bỏ bác ái, từ bi, làm chính trị. Ta chán ngán bọn làm danh tu sĩ, cạo chọc đầu chưa hẳn đã là sư, áo trùng thâm không thành được thầy tu. Ta buồn chán không muốn làm Phật tử, còn nhiều bạn thương ta thì lại cứ muốn ta thành đệ tử Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ Hiền Từ, tặng kinh sách muốn khiến ta nghiền ngẫm. Nhưng ta thấy đức tin chưa cần lắm, miễn làm sao không hại đến gia thanh, ngửa trông lên chẳng hổ với cao xanh, cúi nhìn xuống không thẹn mình với đất. Song càng ngày càng thấy đời bạc ác, người với người lang sói cũng còn thua. Thiếu niềm tin ta cảm thấy bơ vơ, nhưng chỗ tựa tinh thần chưa nhất quyết. Từ gặp hai em nghe lòng tha thiết, cảm mến thương hơn ruột thịt người thân. Em đối với ta cũng rất ân cần, nhất từ lúc ta gặp hồi vận nạn, chăm sóc thầy thật hết lòng không quản, sớm chiều vô bệnh viện chẳng hề sai, tiếp thức ăn và an ủi đêm ngày. Thanh còn hát thầy nghe kinh cầu nguyện, giọng du dương làm ta thêm quyến luyến, yêu thương người yêu cả Chúa cao sang. Giọng hát đưa ta vào cõi mơ màng, để tưởng thấy cửa thiên đàng rộng mở, và từ đó nhìn nhà thờ ngờ ngợ, phải chăng đây là chỗ dựa tinh thần, vì tình thương dành cho khắp con dân, giàu bác ái ấy là con của Chúa. Bây giờ đây ta thật lòng cảm hóa, nhờ hai em con của Chúa cao sang, càng thương em càng mến Chúa muôn vàng.